Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Quý vị thân mến, tiếp theo với chuyên mục ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái lịch ngày tốt, ngày xấu trong cái tháng 5 âm lịch của năm 2020. Đây là một cái tháng đủ. Đây, chúng ta cùng xem ở trên màn hình. Cũng tương tự như các cái video mà chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn để chúng ta tiện, để chúng ta theo dõi thì ở bên đây chúng ta đối chiếu để chúng ta biết được vừa lịch âm, lịch dương, rồi cái thứ ngày là ngày gì, cái lịch can chi đấy là gì, cái sao gì, rồi lục nhâm là cái gì, vận xấu trong các cái ngày đó là gì, và cuối cùng cái kết luận ở bên này là ngày đó là ngày tốt hay ngày xấu là bên này. Đấy, bên này cái những cái ô màu đỏ đây là lịch tốt, còn cái mà màu xanh đây là bình thường, còn cái màu xám là ngày đó là ngày xấu. Thì chúng ta xem nhé. Thì trong cái ngày tháng 5 âm lịch của năm 2020 thì bắt đầu từ ngày mùng 1 âm lịch trong tháng 5 là ngày 21 tháng 6 dương lịch. Hôm đấy là ngày Chủ nhật, lịch can chi là ngày Ất Mùi. Và ngày hôm đó là ngày bình thường, kết luận lại là bình thường. Ngày mùng 2 là ngày 22 tháng 6 là ngày sát chủ, đây là một ngày xấu. Ngày mùng 3 là ngày 23 tháng 6, đây là ngày tam lương, là ngày xấu. Trong một tháng là có 4 ngày tam lương. Ngày mùng 4 là ngày 24 của tháng 6, đây là ngày tốt. Tuy nhiên là đối với ngày này là kỵ kết hôn. Ngày mùng 6 là ngày 26 tháng 6 là ngày bình thường. Ngày mùng 5 ở đây là ngày 25 tháng 6, đây là ngày cũng ngày tốt. Tuy nhiên là cái ngày này thì kỵ xây cất mồ mả. Tiếp theo sang ngày mùng 7 là ngày 26 của tháng 7, đây là ngày tam lương, là ngày xấu. Ngày mùng 8 là ngày 28 của tháng 6, đây là ngày xấu. Ngày mùng 9 là ngày 29 tháng 6, đây là ngày tốt. Ngày mùng 10 là ngày 30 tháng 6, đây là ngày bình thường. Ngày 11 là ngày mùng 1 tháng 7, là ngày tốt. Ngày 12 là ngày mùng 2 tháng 7, đây là ngày bình thường. Và đối với ngày này cũng kỵ xây cất mồ mả. Ngày 13 là ngày mùng 3 tháng 7 là ngày tam lương, đây là ngày xấu. Ngày 14 là ngày mùng 4 tháng 7 là ngày sát chủ, ngày xấu. Ngày 15 là ngày mùng 5 tháng 7 là ngày tốt. Ngày 16 là ngày mùng 6 tháng 7, đây là ngày bình thường. Ngày 17 là ngày mùng 7 tháng 7 năm 2020 dương lịch, là vào thứ ba, là ngày tốt. Ngày 18 là ngày mùng 8 tháng 7, đây là ngày tam lương, là ngày xấu này. Ngày 19 là ngày mùng 9 tháng 7, là ngày tốt. Ngày 20 là ngày mùng 10 tháng 7, đây là ngày xấu này. Ngày 21 là ngày 11 tháng 7, là ngày bình thường. Ngày 22 là ngày 12 tháng 7, là ngày tam lương, đây là ngày xấu. Ngày 23 là ngày 13 tháng 7, đây là ngày bình thường. Ngày 24 là ngày 14 tháng 7, đây là ngày tốt, tuy nhiên là ngày này là kỵ kết hôn. Ngày 25 là ngày 15 tháng 7, đây là ngày tốt. Ngày 26 là ngày 16 tháng 7, đây là ngày sát chủ, là ngày xấu. Ngày 27 là ngày 17 của tháng 7, đây là ngày tam lương, là ngày xấu. Ngày 28 là ngày 18 tháng 7, là vào thứ bảy này, đây là ngày tốt. Ngày 29 là ngày 19 của tháng 7, đây là ngày bình thường. Ngày 30, đây là ngày 20 tháng 7, đây là ngày tốt. Đấy, như vậy là chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái lịch ngày tốt xấu trong tháng 5 âm lịch 2020. Thì mong rằng với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị và các bạn được nhiều những cái điều bổ ích và giúp cho quý anh chị và các bạn lựa chọn ngày tốt xấu phù hợp với cái mệnh của mình để làm ăn được thuận tiện hơn trong cuộc sống.
xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt, hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh, thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.